Chàng trai với clip ghi lại hành trình về Việt Nam ăn Tết sau 6 năm đi Nhật, cái ôm trầm lấy bố và giọt nước mắt khiến ai xem cũng nghẹn ngào. Đời nhiều cuộc phiêu du, những chuyện mà ta mong đợi nhất chẳng phải là chuyến đi về nhà hay sao? Đi xa để trở về chính nơi gia đình chờ mong ta, không thể chờ nữa đâu ta.